Dạ, kính chào quý vị khán giả. Hôm nay là ngày 17 tháng 2 năm 2022, cũng là ngày 17 tháng Giêng âm lịch năm Nhâm Dần. Coleman xin phép làm cái video này để gửi lời cảm tạ đến tất cả quý bà con, cô bác gần xa đã yêu thương, ủng hộ Coleman cũng như là dành tình cảm rất là sâu sắc đối với gia đình của Coleman. Kính thưa quý vị khán giả, vào trưa hôm qua, ngày 16 tháng 2 năm 2022 và cũng là ngày 16 âm lịch năm Nhâm Dần, gia đình của Coleman đã chính thức tiễn đưa bà ngoại của các con Coleman, mẹ vợ của Coleman là bà Nguyễn Thị Được về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà ở Hóc Môn. Dạ kính thưa quý bà con cô bác, thật sự thì Coleman cũng đã công bố cái thông tin này trên Facebook của mình, thông tin đến quý bà con cô bác cũng bạn bè thân hữu gần xa. Nhưng mà thấy cũng rất là đông đảo bà con hỏi thăm trên kênh YouTube của Coleman nữa. Chính vì vậy cho nên hôm nay Coleman mới làm cái video ngắn gọn này để thông tin đến bà con, và cũng là để lời chuyển lời cảm ơn chân thành và sâu sắc của cả gia đình Coleman đến với tất cả bà con cô bác. Coleman cũng như là bà xã Phạm Thùy Vân thì cũng rất là hiểu là bà con cô bác cũng rất là thương quý gia đình mình. Không chỉ một mình Coleman mà bà con cô bác cũng hay theo dõi sư phụ bà ngoại, là cái người hay hướng dẫn cho Coleman các nấu các món ăn, và thậm chí là những cái món ăn mà rất nhiều khán giả cũng hay hỏi. Rồi cái bí quyết làm chả cơm tấm, rồi cuối cùng sau này thì ai sẽ là người làm. Dạ thì thật ra những cái câu hỏi đơn giản như vậy nó cũng làm cho cả gia đình mình rất là cảm động. Chính vì vậy cho nên hôm nay thì trên cái video này Coleman cũng xin gửi lời đến tất cả quý bà con của bác gần xa, là khán giả, là bạn bè thân hữu, một cái lời cảm tạ rất là chân thành và sâu sắc. Cũng xin, bây giờ thì mình nghĩ cũng cũng xin phép mẹ, cũng xin phép ngoại là cho con được phép chia sẻ một chút xíu. Thì thật ra thì ngoại đã cách đây đúng 1 năm sau cái Tết thì mới phát hiện ra ngoại hay quên. Dạ, nhắn tin không có nhắn tin tới một lúc không có nhắn tin được, đọc tin thì được mà nhắn tin không được. Dạ, thì sau đó mới phát hiện ra ngoại là có cái khối u trên não. Dạ, thì cái này thì cũng gia đình cũng chính vì vậy cho nên gia đình cũng thực sự là rất là buồn, nhưng mà cũng cố gắng chạy chữa cho ngoại. Dạ, thì sau đúng 1 năm thì là ngoại chia tay với cõi trần để về với Phật. Thật ra cũng chia sẻ thêm với lại quý khán giả và bà con cô bác thì ngoại thì ngoại cũng là một cái khán giả rất là thích xem kênh của Coleman. Dạ, ngày nào bà cũng cày view cho Coleman, sáng trưa chiều tối, sáng ngủ dậy chuẩn bị cơm nước cho mấy đứa nhỏ bà cũng cày view, rồi tới buổi trưa nấu cơm cho nhà ăn cũng cày view, và buổi tối là bà dành rất nhiều thời gian để xem. Dạ, cho nên là xem thì những cái comment, những bình luận rồi của quý khán giả thôi, gần như bà đọc hết. Dạ, rồi cũng có lúc bà rất là vui nhưng mà cũng có những lúc bạn cũng rất là buồn, đọc đọc được những cái comment mà nó không hay hoặc là ác ý thì bà cũng buồn.
Nhưng mà sau này thì con bà cũng hiểu và bà cũng nói ừ thì cái điều con làm thì mẹ ủng hộ thôi, cũng chia sẻ thêm với bà con vậy. Cho nên là chính vì vậy cho nên mấy hôm nay con anh cũng suy nghĩ là mình có nên làm một cái video để gửi lời cảm ơn đến tất cả bà con cô bác hay không. Thì hậu sự thì ngày hôm qua cũng đã xong hết rồi. Trưa hôm qua thì mình về mình ngủ một giấc coi như là tới chiều luôn, rồi chiều xong rồi lại dậy ở nhà sang bên kia cũng có cúng cơm cho bà ngoại, rồi sau đó là mình cũng về mình ngủ tiếp một giấc nữa tới sáng nay. Thì thật sự cũng hồi phục. Thì mục đích làm video này cũng cũng chỉ ngắn gọn vậy thôi. Trong quá trình mà tan gia bối rối thì có điều gì sơ suất thì mong là anh em bạn bè thân hữu gần xa niệm tình tha thứ. Mọi việc nó diễn biến cũng rất là nhanh, thành ra là mình cũng như gia đình mình cũng chỉ có kịp thông báo cho những anh em mà thân thiết trong công ty. Chính vì vậy chắc chắn là cũng thiếu sót cái sự thông báo đến kính báo đến rất nhiều người. Cũng mong anh chị em bạn bè thân hữu hay là quen biết cũng niệm tình mà bỏ qua cho. Và cuối cùng là cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị em trong đại gia đình Điền Quân, từ bộ phận hành chính, một số bạn ở hành chính, một số bạn ở bên bộ phận bảo vệ, tài xế, cũng đã rất là phải nói là rất là quý, dành rất nhiều thời gian túc trực gần như 24 trên 24 hỗ trợ gia đình của mình. Gia đình của Coleman thì đó có hai vợ chồng, hai đứa con, rồi ba vợ, rồi mẹ vợ, rồi ông anh vợ. Gia đình cũng 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 không có đông người, thành ra là cảm ơn các bạn ở công ty rất là nhiều, đã hỗ trợ rất là tích cực trong lúc mà gia đình cũng cũng vừa đau buồn mà cũng vừa rất là bối rối. Và sau hết thì xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy, quý sư thầy ở hai ngôi chùa tại Long An và Cần Thơ. Mình xin phép là không có nêu tên bởi vì quý sư thầy cũng không muốn như vậy. Cảm ơn quý sư thầy cũng đã không ngừng nghỉ để tụng niệm giúp cho mẹ vợ của Coleman như bà ngoại của Coleman được sớm siêu thoát, sớm về với Niết Bàn, với Đức Phật. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến với tất cả quý bà con cô bác. Tấm chân tình của bà con cô bác dành cho gia đình của Coleman, các thành viên của Coleman, trong đó cũng có mình. Đến đây thì mình xin khép lại video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý bà con cô bác.